Xin chào, hôm nay thì lại tiếp tục phân tích cùng với lại Genview về giá dầu. Hôm vừa rồi thì chúng ta có làm một cái bài về giá dầu. Thời gian vừa rồi thì Gen cũng đã đổ tiền vào view dầu và đi theo dầu khi mà có những cái thông tin cơ bản về con dầu này, cũng như là các cái tín hiệu phân tích kỹ thuật. Thì hôm nay tôi với Việt Anh lại tiếp tục phân tích qua một chút về giá dầu cũng như là một số các cái tầm nhìn để chúng ta có thể hedging cũng như là đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể có lời. Thế thì như các bạn đã biết, rất nhiều các cái kèo, đúng không ạ, để chúng ta có thể xem. Tuy nhiên lần này thì biến động của giá dầu nó lên rất là mạnh. Chúng ta quay trở lại cái phân tích cùng với chúng tôi. Đầu tiên là hôm nay trong cái website oil.com.vn, chúng tôi đưa về diễn biến giá dầu sau cuộc họp OPEC tiếp tục hành trình leo thang đến các cái mốc kháng cự mới. Và cụ thể đó là các cái mốc như là chúng tôi có kẻ ở đây, đó là vùng 76-77, đúng không ạ? Thì đồng chí Việt Anh có đánh giá gì về các cái kèo tới đây để mà chúng ta có thể xem xét ở mức giá dầu rất là mạnh, đúng không? Thì đây là đâu nhỉ, trên view đâu đây. Đây đây, ok. Thì cái ngưỡng kháng cự tiềm năng tiếp theo là chúng ta thấy là mức 76-77, hiện tại là 65 rồi. Đấy. Thì hôm vừa rồi có thông tin rất quan trọng là OPEC thống nhất là cắt giảm sản lượng, trong khi cái nhu cầu dầu trên thị trường thế giới đang tăng rất là cao. Cho nên là em nghĩ là cái đà tăng này rất là vững. Đây là biểu đồ tuần này. Em có thể xem ở các cái biểu đồ ngày hay là một số biểu đồ. À đấy. Như lần trước em vừa nói, trên biểu đồ tuần này nó hình thành mô hình vai đầu vai. Đấy. Cho nên là cái mục tiêu 75 là khả dĩ rồi. Rồi chúng ta quay về biểu đồ ngày. Thì hai cái cây nến mà hai ngày gần nhất này. Là nến ok. Đây đây, đúng rồi. Hôm nay thì trong cái biểu đồ ngày, cây nến nó bật lên phá gọi cả với cái lộ, vùng lực rất là mạnh, đúng không? Cái xung lực rất là mạnh. Xung lực mạnh. Liên tiếp là những cây nến tăng, cái mong bóng nến rất là cao, đúng không? Ngay cả cái trend line mà chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Các cái trend line cũng như là các cái vùng phá cản ấy, nó cũng báo hiệu một cái đà xu hướng tăng rất là mạnh khi nó phá được các cái đỉnh của các cái chu kỳ trước, đúng không? Vậy thì tín hiệu cho chúng ta biết là vẫn là đổ tiền vào cái kênh mua để nó nhắc lại các cái mốc. Thứ nhất là bây giờ nó đang phá bỏ ba cái đỉnh, đó là vùng 65, vùng 66, và bây giờ nó sẽ chinh phục cái mức cao nhất, đó là vùng 76.63. Đó là một trong những cái mô hình mà chúng ta có thể xem xét. Ở các mức breakout chúng ta cũng thấy là gì, nó đã phá cản toàn bộ, đúng không? Đúng rồi, phá những đỉnh cũ rồi. Vậy thì các cái diễn biến đó là cắt giảm các cái nguồn cung, đúng không ạ? Thì hiện tại dầu đang chịu cái mô hình phân tích dựa trên cái yếu tố cung và cầu. OPEC đã thông qua việc tiếp tục duy trì mức sản xuất hiện tại, đúng không ạ? Không tăng lên. Vậy thì ở các cái yếu tố về đầu cơ cũng như là các cái chiều mua vào bán, chúng ta vẫn có những cái kỳ vọng ở các cái mốc là đánh lên cho cái cặp mà dầu USD này. Ngày hôm qua chúng ta nhìn các cái sản lượng, đúng không ạ, nhu cầu. Thế thì chúng ta có thể theo dõi các cái biến chuyển của giá dầu hay là các cái cặp tỷ giá để cho chúng ta có thể nhìn nhận được một cái cách đầu tư an toàn nhất. Vậy thì đây là giá dầu mà chúng ta có thể để ý trong thời gian tới và cái cách để chúng ta đi vốn cũng như là quản lý vốn sao cho hiệu quả nhất. Ok. Việc thứ hai nữa là tôi lại quay trở lại với Bitcoin. Vậy Bitcoin trong lúc này, các cái mốc giá thì Việt Anh đã nghiên cứu trong ngày hôm nay, thì em có cái thông tin gì về Bitcoin lúc này hay không? Ok, về Bitcoin, cái câu chuyện hiện tại ấy, là chúng ta đang ở trong cái downtrend. Đấy, như người đã thấy ở cái khung chờ cùng 4 giờ đi. Đấy, thì Bitcoin hiện đang rất là xa cái đỉnh cao nhất mọi thời đại là 57.900. Đấy, hiện tại giá chỉ còn có 46.700. Đấy, vì sao lại có cái hiện tượng này? Thì hiện tại ấy, cái lợi tức trái phiếu Mỹ đang tăng rất là cao.
những cái tài sản rủi ro như là Bitcoin, vàng là không còn được ưa chuộng nữa. Nên là em nghĩ là xu hướng sắp tới thì chúng ta sẽ canh bán thôi, Bitcoin sẽ giảm. Vẫn canh bán à. Thứ nhất đó là các vùng nó vẫn đang loay hoay xoay quanh ở các cái mốc là 46 đúng không, 469, các cây nến rút chân của cái hôm trước ấy, đúng không ạ, các cái rút chân này nó cũng bắt đầu giảm tải rồi, các mô hình bán bắt đầu xử lý, các cái mô hình bán nó rất là rõ ràng, cây nến rút chân nó không còn mạnh, các cái doji đúng không ạ, một cây xuống và một cây nhỏ li ti đúng không ạ, báo hiệu những cái đà giảm và xuất hiện các cái lực bán sẽ mạnh hơn. Thế thì trong cái quá trình đà bán xuống này thì Việt Anh đánh giá thế nào khi các quỹ hôm qua một số quỹ đã mua vào ở các cái dạng 300 triệu đô với các cái mốc là 45.000, liệu nó có đánh lên theo các cái mô hình là làm giá ảo giống như Elon Musk hay không? Em nghĩ là việc các quỹ mua lên á, tức là động thái đang gom hàng, tức là xu hướng vẫn sẽ giảm, nhưng mà khi gặp những cái vùng cạn như này giá thấp thì các quỹ hoàn toàn định mua lên vì họ hold trong dài hạn đấy, thì sẽ tốt thôi. Mình theo các cái chu kỳ lướt sóng đúng không ạ? Các cái trendline thì nếu phân tích kỹ thuật mà đúng theo breakout quá trình của H4, em sẽ nhìn thấy ở một cái mốc là giá hồi lên breakout bán ở các vùng 53, 51, thậm chí ở các vùng như là 55 đúng không ạ? Rồi lệnh bán các cái chu kỳ tạo đáy 1 2 3 4 5 6 để giá hồi lên để breakout được bán xuống. Vậy thì chúng ta có thiên hướng là gì ạ? Bán ngay hay là bán dài ở trên các cái vùng cao? Chúng ta sẽ canh và bán dài. Đây, những cái ngưỡng kháng cự như này là những cái vùng giá có thể hồi lên được. Chúng ta có thể đặt một lệnh bán đây hoặc là ngay tại đây cũng được. Đây là cái vùng này, cũng có thể là một vùng bán tiềm năng của chúng ta. Nếu như giá bật lên đây hồi, ta sẽ bán xuống và chốt lời ở những vùng như thế này. Em nghĩ lướt sóng như thế là được rồi. Trong cái quá trình phân tích ấy, thì rất hiếm khi mà đang lên mạnh xong nó xuống ngay. Hầu như là nó sẽ lên mạnh sau đó điều chỉnh để lên tiếp. Sau đó nó xuống để tạo ra một cái đà gãy chen. Sau gãy chen thì nó sẽ mồi các cái mồi lửa để vào các cái mô hình FOMO, sau đó thì xả hàng đúng không ạ? Khi mà xả hàng thì chúng ta thường là bán ở các cái vùng của breakout khi mà giá test lên. Vậy thì ngày hôm nay trong cái mô hình Bitcoin này chúng ta đã nhìn thấy ở các cái vùng như là 54, thậm chí là vùng 52 chúng ta có thể bán. Hiện tại đang giá vùng 4 46.773 đúng không ạ? Các vùng test ở các cái khoảng 54, 53, 52 là chúng ta bán. Vậy chúng ta thiên về các cái kênh xu hướng bán cho Bitcoin ngày hôm nay. Vậy thì một số các cái tín hiệu để mà chúng ta xem xét các cái vùng bán. Ngoài ra chúng ta xem ở coi các market, coi market cap. Cái việc mà 1.600 tỷ đô la đúng không ạ? Bây giờ đã rút khỏi thị trường rơi vào 1.400 đúng không ạ? Do vậy là chúng ta nhìn thấy cái khối lượng và cái số tiền tổng vốn hóa thị trường đã bị rút ra. Việt Anh có thể cho biết rằng là cái lãi suất của trái phiếu trong lúc này thì có ảnh hưởng nhiều cái vấn đề đầu tư, sự thoái lui của vàng, sự thoái lui của chứng khoán để ra được lãi suất của trái phiếu, tức là các chính phủ mong muốn là gì ạ, quay về các cái mô hình đầu tư an toàn hơn, thì đấy cũng là một trong những cái lý do. Vậy thì cái việc này nó có ảnh hưởng đến giá vàng hay không? Cái câu chuyện về lợi tức trái phiếu là tâm điểm thị trường. Hiện tại lợi tức trái phiếu Hoa Kỳ ấy tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Cho nên là bây giờ cái tâm lý nhà đầu tư ấy là sẽ dịch chuyển từ những tài sản rủi ro như là vàng, như là coin, dịch chuyển về tài sản truyền thống như là đô la. Thậm chí đô la bây giờ là một kênh trú ẩn an toàn thay thế vàng. Đấy. Em nghĩ là nó sẽ trong hiện tại ấy, vàng sẽ đi xuống và nhường chỗ cho đô la đi lên. Đấy. Trong các mô hình đầu tư lúc này thì chúng ta nhìn thấy vàng nó sẽ test ở các cái mốc đúng không ạ? Các cái vùng đáy gần nhất đúng không ạ? Sau khi nó phá đáy ở vùng 1766, sau đó bây giờ nó sẽ dò ở các vùng 1700 và khi nó đã thủng đúng không ạ? Hiện tại đang 1681.
1692 thì nó sẽ tiếp tục dò các vùng 1662, đúng không? Thậm chí là gì ạ? Các cái vùng rất sâu, đó 1575, đây là các cái yếu tố để chúng ta xem xét và so sánh giá vàng trong cái thời điểm này. Vậy thì Việt Anh có đánh giá gì về cái sự giá vàng đi về đâu trong lúc này hay không? Hiện tại là giá vàng đã phá cái ngưỡng kháng cự rất quan trọng là 1.700. Em nghĩ là trong dài hạn đấy, vàng sẽ test về vùng 1.672 trước. Đấy. Và nếu như thủng được vùng này nhá, hoàn toàn nó để xuống đến 1.600. Đấy. Ok. Do vậy là cái tổng quan view của chúng ta cũng như là Gen đưa ra các giải pháp no loss system thì chúng ta đã biết. Chúng ta sẽ xem tổng hợp các cái yếu tố để chúng ta nhìn về tầm nhìn của giá. Hiện tại USD đang rất là mạnh, cổ suý cho việc là tài sản trú ẩn đó là USD chứ không phải là vàng. Do vậy vàng sập, giá dầu đi lên, Bitcoin giảm giá. Do vậy tổng hợp chúng ta hedging sẽ đưa ra các giải pháp để sao cho chúng ta an toàn nhất. Thứ hai đó là chúng ta đổ điều phối dòng tiền sao cho chúng ta cảm thấy hợp lý. Ví dụ các cái yếu tố về margin đối với dầu lúc này, đúng không? Chúng ta thiên về cái kênh mua. Margin trong Bitcoin chúng ta thiên về kênh bán, margin trong cái vàng chúng ta thiên về kênh bán. Cái việc hedging lại để chúng ta đảm bảo cái khối lượng an toàn, chúng ta cần phải có những cái chuyên gia cũng như là đưa ra các cái hỗ trợ về no loss system. Mọi thông tin chúng ta có thể theo dõi ở dưới các cái bài viết của website cũng như là thông tin về Zalo, thông tin về các cái video ở chân các cái video này thì hy vọng rằng mọi người sẽ có cái cách nhìn để an toàn nhất. Chúng tôi luôn đưa các cái giải pháp no loss system đó là các giải pháp không thua lỗ cho khách hàng. Đây là yếu tố rất quan trọng để mà chúng ta chuyển các cái rủi ro sang các cái lệnh hedging. Thay vì chúng ta đặt cược chính xác vào các cái lệnh thị trường lên hay xuống, thậm chí là 100% lên chúng ta vẫn có những cái tỷ lệ rủi ro, đúng không? Chúng ta phân tích về lên chúng ta vẫn có những cái tỷ lệ rủi ro. Tuy nhiên chúng ta cần phải hedge lại ở các cái chiều bán. Ví dụ chúng ta buy về vàng nhưng mà chúng ta lại hedge ở cái chiều sell, hoặc chúng ta buy dầu nhưng chúng ta lại sell dầu ở một cái thị trường mang tính chất là CFD cũng như là đưa ra một cái tỷ lệ đòn bẩy một cách thông minh nhất. Thì no loss system một trong những giải pháp hedging, hy vọng chúng ta sẽ tìm hiểu và hẹn gặp lại mọi người. Các thông tin chi tiết chúng ta có thể Zalo cũng như là chat cùng với team Gen. Xin chào và hẹn gặp lại ở các cái bản tin tiếp theo.